xì bó mới mua anh về anh xây nồng xong hết luôn là một chai rưỡi. Thấy đèn xanh anh vừa qua thấy công an đang đứng dòm nhìn thấy anh bắt tay chào đại ca. Ở Hồng Kông tiếng tăm mỗi ngày anh lây lừng, ở Việt Nam anh nắm Sài Gòn chợ lớn. Thấy đàn anh đang cầm dao muốn đi trả thù nhìn thấy anh bắt tay chào đại ca. Cuộc đời đại ca như là cha như là anh của bao đàn anh, tiếng tăm anh làm cho đàn em trùng mình. Và rồi một hôm băng đồng xanh kéo tới nhà anh muốn anh đi đầm tê chém mướn. Xong về đêm anh bị người ta đập tét đầu, tính tiền mai đã hết luôn là một chai rưỡi. Thế từ nay không còn đâu kìm giang hồ đầy máu tươi, thôi giá từ người ơi. Và từ chiếc xì bo anh hàng đêm dạo phố, và từ phố đèn xanh rồi sang khu chợ lớn, và từ những anh em từ tung quanh khắp bầu trời, anh về lo cho cha mẹ không ganh đua với đời. Còn em yêu, còn con nhỏ, còn có cả bản thân, còn tình yêu, còn gia đình, anh buộc phải dừng chân. Nhưng cuộc chơi lại cho anh em mình xin phép được ra trước, nơi chiến trường nhuộm đỏ màu máu, máu trên da lúc nào cũng ướt. Anh em mình vẫn luôn như thế, khó khăn rồi cũng sẽ dần qua, khắc trong tâm và để trong tim, anh em mình phải là một nhà. Ở Hồng Kông tiếng tăm mỗi ngày anh lây lừng, ở Việt Nam anh nắm Sài Gòn chợ lớn. Thấy đàn anh đang cầm dao muốn đi trả thù nhìn thấy anh bắt tay chào đại ca. Xong về đêm anh bị người ta đập tét đầu, tính tiền mai hết luôn là một chai rưỡi. Thế từ nay không còn đâu kịp giang hồ đầy máu tươi, thôi giá từ người ơi. Xong về đêm anh bị người ta đập tét đầu, tính tiền mai hết luôn là một chai rưỡi. Thế từ nay không còn đâu kịp giang hồ đầy máu tươi, thôi giá từ người ơi. Bố
không đợi giờ, ngồi tù có 5 năm mà đành bỏ anh sao? Sao em không nói để anh đây đợi chờ? Ôi chúng đưa con vào phòng, xong chúng kêu con ngồi hàng, để con đó vừa là lên con vào con thét mang thề con, chúng chẳng xót thương cuộc đời chơi ghen, nghe sao buồn cười mà tiền mình cứ chơi chứ chơi đâu tiền người, mà bài đặt bắn tao mà bài đặt ngu dân, tao đây đeo ngang 5 năm tao chờ.
2 năm cải tạo tạm xa nhà. Khi về phố thị nở đầy hoa, người yêu ẵm con ra chào đón. Đau lòng chú lắm, mẹ nó ơi. Tôi muốn yêu em những ngày thằng kia nó giàu hơn. Tôi muốn yêu em những tình nghĩa nó thua bạc tiền. Tôi thấy đi lần đang đầu ngay chân cửa quán, mà người thì đông quá, làm sao đã đường xe. Tôi mới nhanh chân đi vòng ra sau cửa quán. Tôi lấy trong tay cây lùng giang của tôi mà thường dùng. Tôi đã lên nó nhưng mà sao nó không có nổ mai. Đạp được dài ba cái rồi vòng ngay xuống quận hai. Ra giá năm chai nhưng thằng cò nó không có chịu lấy. Tôi thấy nghi nghi nhưng còng xăng đã vô tay rồi. Tôi muốn đua luôn nhưng nòng súng nó chĩa vào chán. Hình sự thì đông quá, làm sao thoát được đây. Còng số 8 nó siết cái tay anh, đưa tới trại giam trong một buổi chiều. Mai đây chúng giải anh đi ra tò mà tò kiểu án. Ngán 2 năm cùng anh ở vì em. Rồi thứ 6 có chuyến đi xa, đưa tới Cà Mau trong một buổi chiều. Em vui lắm phải không em, khi nhìn xe tù lặng banh nó đưa anh về nông trường Cà Mau. Rồi tháng tháng cũng trôi qua, anh có lệnh tha được thà về. 2 năm cải tạo nơi đây, bây giờ anh được mãn ăn. Anh quay trở về ăn phần tìm em rồi. Thứ 7 anh ghé anh thăm em. Anh bắn gặp em đang ngoại tình, anh đâm chết mẹ em luôn. Cho dù anh bị sự bắn, chứ anh không cần cái người như em. Sương ngang tôi ở đây 2 năm khổ đau, dọn lệ rồi tôi tiếng thương thân vẫn đau buồn. Cuộc đời tôi bao tháng năm phiêu du giang hồn, giờ đây tôi xin thứ tha hỡi người ơi. Mà vì sao em nỡ buông không một câu chào? Mới biết em không cần tôi. Ngày tháng buốt giá tôi ngậm đắng nuốt nước mắt để nhớ mãi bóng dáng của người yêu. Mà nay con tim em quay lưng đi, tôi mới ngóng theo khi tôi ra tù. Giờ 2 năm trong sương ngang tiếc bao nhiêu cô đơn chánh sau tôi lại đau buồn. Giờ tôi tìm em đâu ngờ rằng em đã giàu sang. Trường sương ngang tôi ở đây 2 năm cô đào, dòng lệ rơi tôi tiếng thương phân đau buồn. Cuộc đời tôi bao tháng năm phiêu du giang hồ, giờ đây tôi xin thứ tha ơi nàng ơi. Mà tại sao câu chào
ta giàu sang. Sống vấp ngã cho ta hiểu rằng nhà ở đâu thì ta phải dừng chỗ đó. Khi ta xa cô làng vương, chẳng còn ai bên ta sơn chia được đâu. Ôi sao những thế qua phù phàng, lòng người thầm sâu ôi sao đã đón qua. Bọn chen hơn thua nhau từng bước, chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè rẻ lối. Khi trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng hóa hư vô. Tiếng anh em bao lâu nay trở thành tặng cho, xem như ta là kẻ ngóng lời dùng ta luôn có thôi. Hãy sống tôn với nhau tận lòng, đừng vì lời danh bon chen đôi dẫm lên nhau. Lỡ mai sau này bạn lầm lường, lỡ bước tôi cũng không giữ chốn cho bạn hiểu lẽ sống cuộc đời. Ôi sao nhân thế quá phù phàng, lòng người thầm sâu ôi sao đã đón qua. Chen hơn thua nhau từng chung, chỉ vì đồng tiền anh em bạn bè rẻ lối. Khi trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng hóa hư vô. Tiếng anh em bao lâu nay trở thành tặng cho, xem như ta là kẻ ngóng lời dùng ta luôn có thôi. Hãy sống tốt với nhau thân lòng, lời dẫn môn chen đôi dẫm lên nhau. Lỡ mai sau này tôi lầm bừng, lỡ bừng tôi cũng không như chốn cho bạn hiểu lẽ sống cuộc đời. Khi trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng hóa hư vô. Tiền anh em bao lâu nay trở thành tặng cho, xem như ta là kẻ ngóng lời dùng ta luôn có thôi. Sống tốt với nhau thân lòng, đừng vì lời danh buông chen đôi dẫm lên nhau. Lỡ mai sau này bạn lầm lường, lỡ bước tôi cũng không như chốn cho bạn hiểu lẽ sống cuộc đời. Lỡ mai sau này bạn lầm lường, lỡ bước tôi cũng đeo như chốn cho bạn hiểu lẽ sống cuộc đời.
nhớ khi xưa tôi 15 được đi theo băng cơm lấy tên đồng thành, tên đại ca là Hồng Thái Nguyên. Thằng em úng trong băng tôi là nhỏ nhất, sống bao năm bên cạnh đại ca, rồi một hôm đại ca bỗng nhiên lìa xa. Tôi đang em vào lên thế giai, thằng em úng trong băng được làm đại ca. Đến giữa năm 2001, rồi tôi ra sân bay bước sang Hồng Kông. Sang Hồng Kông cùng tên Báo Đen, mình mua bán thôi để mà kiếm sống. Đến giữa năm 2005, rồi tôi ra sân bay bước sang Hồng Kông. Trên đường ra sân bay đón tôi, thằng ma mút trong tay nó cầm mã tấu. Trường sừng ngang tôi ở đây 2 năm khổ đau, dọn lẹ rồi tôi tiếng thương thân bằng đau buồn. Cuộc đời tôi bao tháng năm phiêu du giang hồ, giờ đây tôi xin thứ tha hỡi người ơi, mà vì sao em nỡ buông không một câu chào. Mới biết em không cần tôi, ngày tháng buốt giá tôi ngậm đắng nuốt nước mắt để nhớ mãi bóng dáng của người yêu, mà nay con tim em quay lưng đi, tôi mới ngóng theo khi tôi ra tù. Giờ 2 năm trong sương ngang tiếc bao nhiêu cô đơn chánh sau tôi lại đau buồn. Giờ tôi tìm em đâu ngờ rằng em đã giàu sang. Trường sừng ngang tôi ở đây 2 năm khổ đau, dòng lệ rơi tôi tiếng thương phân đau buồn. Cuộc đời tôi bao tháng năm phiêu du giang hồ, giờ đây tôi xin thứ tha ơi nàng ơi, mà tại
chúng ta đã từng là anh em, ta chung sống với nhau gian khó không lùi bước. Vậy mà nay xa cô, anh em cứ ngỏ lời rồi đưa tôi vô thế khó. Ra đi trong cay đắng là do anh em chịu cô, muốn cơm số đưa tôi đi xa nơi này sao. Nhưng anh em nên nhớ thời gian xưa ta chung sống chén cơm hai ba thằng, nghe tin tôi vô thế là anh em đã muốn phê. Lối sông đó anh em xem lại mình đi, nhưng anh em hãy nhớ nha, ngày hôm nay tôi bước đi không chơi xì kè đâu có đâu như ngày nay, mà còn chăm mê xì kè để còn chơi loại ma tí để hôm nay còn nằm trong lao lý. Từ nãy xin cái xì kè, từ nãy xin chưa bồ đà, từ nãy không có một giây ba có hay cho lòng con, còn đâu những tháng tù giam, còn đâu những ngày tâm tối cùng năm tháng, bởi kiếp giang hồ mà giang hồ. Giờ đây tan như điếu thuốc lá, chỉ một hơi kéo xé tan thành mây khói. Cho tới hai hôm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim tôi như tan nát. Ngày người
lên xe qua cùng là lúc đó đám cười, cũng là lúc đó anh chạy xì bò tới. Anh dẫn hai con dao canh lúc em đồng phòng, cùng là lúc đó mau xe chạy thành vòng. Rồi đã đã alo và hình sự đã kêu tới, rồi hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ. Tôi móng ca năm chai nhét vô tay hình sự, mà nào ngờ đâu nó không có chịu nhận. Đứng trước phiên to nghe từng lời của to kêu oan, là chàng hào nam là tên của ai? Mới thoáng nghe qua là tên của tôi đây mà, tôi mới đáp với chú to rằng cái tên Trần Hào Nam không phải là ai cũng có, mà Trần Hào Nam là tên của tôi. Tôi xếp băng hồng hưng ở trong vũ trường, và đàn em tôi tới 8-900 thằng. Mới hôm nào băng hồng hưng lầy lưng dành tiền, mà nào hôm nay lại tuôn máu rơi. Tôi có săn con rồng xanh quay đuôi tung hoành, mà nào hôm nay lại xong kiếp ngục tù. Kiếm quái hùng tôi một thời đắm chém, mà nào ngờ đây lại đi tới 8 năm. Tôi thét lên phiên tòa, ông sống không công bằng, rồi đưa tay kêu công. Chiếc xe tù đang từ từ lăn bánh, chờ tôi đi về nơi đất xa. Khi tới nơi xe dừng chân, tôi mới hay nơi này là hàm tận ở trên cái quần nhà. Ngày kêu án lòng tôi đầy xót xa, nào ngờ án tôi lại lớn đến như vậy. Tôi lo hơn chung chay chạy đường ở quận nhà. Lịch sử ơi sao người không giúp tôi, bao giờ cho tôi và mong tôi thôi. Rồi sáng mai đây tôi đường mà thà về, tôi đã đưa 8 chai còn 2 chai tính sao, mà nào ngờ đâu ông lại tăng án tôi. Rồi sáng mai đây phiên tòa đồng lặng, mười mấy anh em chung một căn phòng. Tôi đã không nghĩ gì kêu ăn thôi vì xưa nay rong xanh đầy máu tanh kiếp giang hồ. Rồi sáng mai đây phiên to đồng lăng, mười mấy anh em chung một căn phòng. Anh đã không nghĩ gì dù ngày mai kêu ăn anh vì xưa nay rong xanh đầy máu tanh kiếp giang hồ. Thank you.
của chí qua khu BC thần đau lòng nằm trong sông sắng nhớ cha và nhớ mẹ về nơi đất tông biết bao kỷ niệm buồn cho anh rồi sáng mai đây tù nó đưa anh lên đường về tông lê chân 8 năm tù vất vả tha phương ở nhà gặng nghe em ở nhà gặng nuôi con rồi mai sau tháng anh về. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng vào đời mà làm gái nuôi anh em nào có lỗi lầm chi em làm gái đêm đêm kiếm từng đồng đô la để cho ta sống qua ngày rồi cuộc sống mưu sinh em đành cắn răng chịu đựng vì quá yêu anh em mới làm con gái ca kiếm từng chỗ ăn chơi kiếm từng đồng đô la để cho anh hút chích qua ngày ôi bóng đêm thân đau buồn em ra đi để kiếm tiền mà đồng tiền em kiếm quán ba hay vũ trường đêm em chăm nhân sự đau thương buồn lắm anh ơi em buồn trách cho phận mình nằm không bao đêm mà em nào có hiểu được đâu không nhiều lắm anh ơi mong ngày dài quá mau để cho em lê bước trở về. Mơ mộng gì giờ phải xa em anh buồn anh nhớ cả đêm nhớ nhiều lắm em ơi mong ngày dài qua mau để cho anh sớm về đời rồi 8 năm sau anh cầm lên tha trở về mà về tới sống chăng anh tìm anh kiếm em yêu kiếm từng quán bia ôm kiếm từng chỗ hôn theo để tìm em cô gái năm nào anh kiếm em hoài không gặp anh lang thang khắp phố phường từng đêm anh kiếm người đời cho biết em ra đi vì mình si đã rồi một đêm mưa anh nhìn thấy con bên đường mà miệng nó kêu cha anh biết rằng em đã đi xa nhắn lời với hiền anh ráng mà sống nuôi con cầu mong anh tha thứ lỗi lầm quỳ trước mộ bia lòng anh xót xa nghẹn ngào ngày mới yêu anh em nào có muốn vậy đâu cũng vì bởi cuộc
ba cũng vì bởi chơi kèn mà thân anh cũng phải đi tù. Ở ngoài đời mang tiếng ăn chơi rồi gật vô trong viên qua từng ngày buồn đi đến BC ngồi lớn lên trong buồn hai nhìn từng người ai nấy cũng xăm bình lưng lòng lân quỷ phùng có người xăm đầu quai thú có người xăm đầu cà chém cái đuôi dài ra rồi từng ngày cứ thế trôi qua cuộc sống vắng cha vắng mẹ giờ em đang ở nơi đâu tiếng anh ngỡ ngàng chốn cô nhi Long Thành anh từng đêm mà đánh bó tiếng khóc thương cho cùng điệu buồn nhạc tù bộ lẻ gô xì lô cha cha đi cô qua cùng trong đêm tối tăm ngày về ôi sao còn quá xa xôi bạn ơi cố gắng lên nhé bạn ta cùng nhau sánh vai cố gắng chúng ta cải tạo sẽ chờ về nhanh thôi dù có khó khăn cỡ nào ta cũng sẽ trở về với mái tranh nghèo của ta ở ngoài đời mang tiếng ăn chơi giờ gấm vô trong chi qua từng ngày buồn đi đến BC ngồi lớn ở trong buồn hay nhìn từng người ai nấy cũng xăm bình lưng lòng lân quỷ phùng có người xăm đầu quai thú có người xăm đầu cà chém cái đuôi dài ra rồi từng ngày cơ thể trôi qua cuộc sống thiếu cha dân mẹ giờ em đang ở nơi đâu khiến anh ngỡ ngàng chốn cô nhi Long Thành đêm từng đêm anh đánh bó tiếng khóc thương cho điều buồn cùng nhạc bộ lẻ rô xì lô cha cha đi cô qua cùng trong đêm tối tăm ngày về sau còn quá xa xôi bạn ơi cố gắng lên nhà bằng ta cùng nhau sánh vai cố gắng chúng ta cải tạo rồi sẽ về nhanh thôi dù có khó khăn cỡ nào ta cũng sẽ trở về với mái tranh nghèo của ta chốn cô nhi Long Thành anh từng đêm có bó tiếng khóc thương cho cùng điều buồn nhạc tù bộ lẻ gô xì lô cha cha đi cô qua cùng trong đêm tối tăm ngày về ôi sao còn quá xa xôi bạn ơi cố gắng lên nhà bạn ta cùng nhau sánh vai cố gắng chúng ta cải tạo rồi sẽ về nhanh thôi dù có khó khăn cỡ nào ta cũng sẽ về với mái tranh nghèo của ta tối tâm người ơi cầm còng đeo tay mà từ đây tôi phải đi tù ngày nào phá quầy mẹ hãy khuyên báo lo học hành mày không nghe mà sao chị thinh kiếp sống đua đòi đâm chém người ta nằm phòng bể xế điên đầu với cánh lầm than nhìn lời đôi tay mà từ đây tôi phải đi đồng nhìn lời mái trường ở nơi đây bốn bên bưng tường bao phủ quanh hàng cơm màu trắng với chén cơm tù tôi sống làm sao thằng anh nó hay nhắn chưa nhắn trong lao tù chưa có ngày ra ơi chiều nay còn nhớ nhớ
sao. Mẹ tôi một đời đổi kém chớ nuôi tôi, một đời chèo ghe chớ đưa đò, dài dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương quá mẹ ơi. Ngày cầm linh thả trở về phố cũ ngày xưa, tìm lại mẹ yêu mà ngày nào con đã xa người. Tìm lại mái nhà năm xưa, khói nhang hương đèn đầy âm u, mà sao mẹ nỡ bỏ con đi rồi con sống làm sao. Nằm phòng bê xê điên đầu với cánh lầm than, nhìn lời đổi tay mà từ đây con phải đi đồng, nhìn lời mai trường ở nơi đây bốn bên bức tường bao phủ quanh hàng cơm màu trắng với chén cơm tù con sống làm sao. Linh tha trở về phố cũ ngày xưa, tìm lại mẹ yêu ngày nào con đã xa người, tìm lại mái trường năm xưa khói nhang hương đèn đầy âm u, mà sao mẹ nỡ bỏ con đi rồi con sống làm sao.